Xin chào tất cả các bạn. Ở đây mình có tổng hợp được cái thư viện của PLC của hãng Siemens dòng S7200. Ở đây có cả CPU và các cái module. Ví dụ như dòng 1214. Ở trong này thì mình chỉ thiếu dòng 1215. Tất cả các mã của 1214 AC, DC, DC relay. Bên này là cái sơ đồ chân, sơ đồ đấu nối của PLC. Đây là dòng 1212. Dòng 1211. Còn đây là cái module DI 4DI 8DI 16DI. Ở đây còn có cả cái signal board, module truyền thông. Tất cả các thư viện này thì rất là chuẩn. À, mình sẽ up link lên driver. Bạn nào muốn sử dụng thì có thể tải về và dùng dùng cho các công việc của thiết kế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.